Ở đây tổ lại nói tiếp, có những Phật tử tuy cũng ăn chay, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não vọng duyên. Nên biết, nếu phiền não tăng một phần, tất đạo tâm phải thối một phần. Dù có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền cũng không được thanh tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ đã bảo: người mê tu phúc chẳng tu đạo, bảo rằng tu phúc ấy là đạo, bố thí cúng dường phúc không lường, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Ở đây, đấy là lời Đức Nhị Tổ cụ chỉ dạy chúng ta. Ngài nói rằng tuy cũng có người ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc diệt trừ phiền não vọng duyên. Thế nào là chỉ chú ý đến hình thức? Ví dụ chúng ta thì phát nguyện là mỗi một ngày phải hai thời tụng kinh. Chúng ta vì đã phát nguyện trước ban Phật hay phát nguyện trước các thầy tổ của mình một ngày hai thời tụng kinh, cho nên nhất quyết phải ngày được hai thời tụng kinh. Chỉ chú ý đến hình thức là ngày phải đủ hai thời tụng kinh, nhưng khi lên tụng kinh chúng ta lại không chú tâm vào lời kinh mà Đức Phật đã dạy để đem áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đó là đoạn ác tu thiện, đó là phá mê khai ngộ cho tâm mình. Mà chúng ta chỉ chăm chú vào là ngày phải được hai thời kinh, nhưng cái khi tụng kinh á, chúng ta không chú trọng vào văn kinh để áp dụng vào cuộc sống đời thường để tu tâm sửa tính. Ngày xưa tôi có làm một cái nhập thất, tôi có làm một cái bài thơ: tu tâm sửa tính, thời thời luyện. Học đạo á, cốt ở chỗ chuyên tâm. Đâu có phải là cứ lập thành thời. Lập thành thời khóa bước đầu là tốt, nhưng chúng ta nếu mà chấp vào cái thời khóa ấy, chúng ta không chuyên tâm để diệt trừ cái phiền não gốc, cái chướng ngại gốc của chúng ta. Tụng kinh, lên tụng kinh mà mong cho nhanh nhanh chóng chóng để xuống để ăn cơm. Lên tụng kinh mà mau cho nó nhanh chóng để xuống để ăn cơm, cho kịp bữa cơm với mọi người. Không được rồi. Có một người đến kể với tôi rằng mẹ con đang tụng kinh, đang niệm Phật chứ. Cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là có khách đến thì tụng kinh nhà thờ, cái nhà cấp 4 mà, thì thờ dưới tầng 1 đấy. Con nó đang con dâu nó đang nấu cơm ở dưới bếp. Nó nghe thấy mẹ chồng tụng kinh. Thì khi mẹ chồng đang tụng kinh hôm đấy, tự nhiên là có khách đến nhà. Trong nhà là có hai cái con chó, nó cũng rất là dữ. Hai con chó nó rất là dữ. Có khách đến nhà, chó dữ thường là nó gì? Nó sủa. Mẹ chồng đang tụng kinh Nam Mô, đến đây cái đoạn niệm Phật rồi, nó đến nó nói với tôi mà tôi cũng cười ôm cả bụng ra. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đằng ngoài cái chó sủa gâu gâu gâu. Nam Mô A Di Đà Phật, chó. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chó. Thế xong rồi cô con dâu cô bảo: con ở dưới con nghe thấy mà con buồn cười quá, con không dám cười to, nhưng mà con buồn cười mẹ con quá. Con cứ tưởng là khi người ta đang niệm Phật là người ta phải gì, phải chú tâm người ta niệm Phật, nhưng mẹ con đang niệm Phật chó sủa, mẹ con cứ chó. Thế được một tí người ta ở ngoài người ta
người ta ở ngoài khách đến nhà hỏi có ai nhà không? Nam Mô A Di Đà Phật. Có, đợi một chút để tôi niệm Phật xong đã. Đấy, thế đấy. Kiểu chắc là niệm gần hết tràng niệm Phật rồi, cho nên bảo là để tôi niệm Phật xong đã. Con dâu nó nghe thấy, ở dưới nấu cơm nó nghe thấy mà nó cứ bịt miệng nó cười, nó không dám cười to. Nó lên nói với tôi, nó bảo là đấy thầy mẹ con tụng kinh như thế đấy, không biết rằng là sau này mẹ con có được về Tây Phương không, đang niệm Phật mà kêu chó chó như thế, không biết là có phạm tội gì không. Tôi bảo đấy thì thôi, đây cũng là gì, do chúng ta chưa được học. Có thể là do cụ Phật tử này là chưa được học, chưa được hiểu, cho nên cứ nghĩ rằng khi mình đang tụng kinh niệm Phật như thế, có thể gì, những cái việc bên ngoài có thể là dừng lại để làm một chút vậy, để đưa tâm ra ngoài chút, như vậy là vọng động, như vậy là để cái tâm chúng ta vọng niệm ra bên ngoài. Đó, cho nên chúng ta cũng hết sức cẩn thận cái đó. Đặc biệt là bây giờ các Phật tử chúng ta gần như ai ai cũng có cái điện thoại, đúng không? Kể cả các cụ già 90 tuổi đi đâu vẫn đút cái điện thoại vào túi, cho dù không biết gọi chỉ có biết nghe thôi. Có cụ có điện thoại không biết gọi chỉ biết nghe, vì con cháu nó dạy cho đúng một cái nốt bấm là là chỉ biết bấm lên là alo, cái gì đấy, vân vân, là thế thôi, nói chuyện, còn không biết gọi thế nào, vì vào gọi trong sim nó có số, không biết số nó bấm vào đâu nó lên số cho. Cho nên mục đích chỉ có mỗi là nghe. Vì vậy mà khi lên tụng kinh niệm Phật cũng mang điện thoại theo. Đang tụng kinh, tôi cứ ví dụ như niệm Phật cho dễ đi, ví dụ đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng điện thoại nó kêu reng reng, hoặc là để chế độ rung nó cũng nghe nó rung, đúng không? Để trong túi nghe nó rung. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, cầm cái điện thoại ngó ngó xem ai gọi, có phải con trai nó gọi không. Con trai nó gọi thì nghe, nếu không phải con trai nó gọi thì thôi, lại cho vào trong túi này. Nam Mô A Di Đà Phật tiếp. Đấy, có cái kiểu này không? Tôi đảm bảo với các Phật tử là có. Tôi mà nói không sai, tôi uống một ngụm nước. Cho nên khi lên tụng kinh, các vị có thấy thầy lên giảng có đem theo điện thoại không? Có ai thấy không? Không. Thầy lên tụng kinh có ai thấy mang theo điện thoại không? Không. Vì khi thầy lên giảng hay lên tụng kinh, thầy muốn dành trọn cái thời gian đó cho gì? Cho Tam Bảo, cho Phật Pháp và cho đại chúng, và cho chính bản thân mình nữa. Vì vậy mà thầy bận đến đâu thì bận, lên tụng kinh thầy cũng không mang theo điện thoại. Mà có lỡ quên mang theo thì thầy là tắt nguồn ngay, để nó xuống. Và mình không để cho cái tâm mình nó bận bịu vào cái cuộc sống thường nhật hàng ngày. Khi mà mình đang nói chuyện với Đức Phật, tụng kinh là mình đang nói chuyện với Đức Phật đó các quý vị ạ. Các quý vị phải hiểu rằng khi chúng ta đọc kinh Phật, tức là chúng ta đang gì? Đang được nói chuyện, đang được giao tiếp trực tiếp với gì? Với Đức Phật. Chúng ta phải quán tưởng và phải xem cái việc tụng kinh của chúng ta là việc chúng ta gì? Đang đối trước Đức Phật để được học lấy, ôn lại, học lấy cái lời vàng ý ngọc từ kim khẩu của Đức Thế Tôn trao truyền, tuyên thuyết, nói lại cho các hàng đệ tử nghe. Và chúng ta qua những câu chuyện mà Đức Phật và chúng thánh đệ tử, chúng chư thiên và đại chúng lúc Đức Thế Tôn còn tại thế nói chuyện, thì chúng ta học lấy. Điều quan trọng người học Phật chúng ta là phải nắm bắt lấy thời cơ, đừng để lãng phí thời gian của một kiếp người nó trôi đi mau chóng. Đem những lời Phật ý tổ vào áp dụng ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày này, thì đó mới là người khôn ngoan, đó mới là người học Phật, đó mới là người chân tinh tiến thực hành lời Phật dạy vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Tổ mới dạy là có người ăn chay, tuy ăn chay tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, nhưng mà chỉ để ý tới hình thức, không chú trọng tới
cái việc là diệt trừ phiền não bên trong. Cho nên mới xảy ra cái chuyện đang niệm Phật lại nghe chó sủa, là gâu gâu lại chó chó. Mới có cái chuyện là đang tụng kinh, đang niệm Phật là nghe tiếng chuông điện thoại lại dừng chuông, dừng mõ lại rồi ra nói chuyện là alo. Có chuyện gì đấy, mẹ đang tụng kinh nhá. Để cho mẹ tụng kinh xong rồi có gì nói tiếp nhá, nghe khó nghe quá. Có không? Cũng có luôn. Đấy, cho nên thôi các Phật tử nghe thầy để được trò chuyện với Đức Phật, để trực tiếp cái tâm thanh tịnh của chúng ta cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị với tâm thanh tịnh của Đức Phật, thì cái thời khóa tụng kinh ngồi thiền niệm Phật ấy chúng ta tạm thời bỏ lại sau lưng hết tất cả những công việc, những bận bịu, những thoái tục phàm trần của thế gian, để chúng ta gì? Chúng ta kết nối với cái tâm tử bi thanh tịnh của Đức Phật. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Nếu chúng ta không làm được như vậy thì phải biết rằng một nếu vọng tâm tăng một phần thì đạo tâm tất thoái một phần. Đấy, vọng tâm tăng một phần thì đạo tâm tất thoái một phần. Cho nên chúng ta thấy người học Phật chúng ta thỉnh thoảng có một số người tu Phật bao nhiêu năm nhưng mà lại bỏ Phật đi theo ngoại đạo tà kiến. Có không? Cũng có luôn. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vọng tâm phiền não nếu tăng một phần thì đạo tâm tất sẽ gì? Sẽ thoái một phần vậy. Cho nên chúng ta phải cố gắng tinh tiến, giữ gìn cái đại nguyện của mình, đại hạnh của mình, đừng để cho gì? Cho nó thoái chuyển. Chúng ta phải lập cái lời đại thệ nguyện, giấu cho thịt nát xương tan, giấu cho mất tấm thân này có đến trăm ngàn vạn ức lần, chúng ta không cũng không để cho gì thoái chuyển cái tâm bồ đề ấy. Đó mới là người học Phật chân chính, đó mới là đệ tử của Đức Như Lai. Chúng ta có thể nguyện như Bồ Tát Địa Tạng, ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ta thấy là gì? Ngài thệ nguyện là chịu tội khổ thay cho hết tất cả các loại gì? Các loại hữu tình ở trong địa ngục. Ngài nguyện là gì? Rồi là còn nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là chúng sinh chưa độ hết thì không thành Phật. Địa ngục chưa trống không, còn một người nào đó đấy thì ngài thề không thành chính giác. Chúng ta đừng có sợ, cho dù chúng ta có ốm đau, có bệnh tật trước khi chúng ta về thế giới bên kia, cũng đừng có sợ, đừng có thoái tâm. Đức Phật nói có sinh ắt phải có lão, có lão ắt phải có bệnh, mà có bệnh thì ắt phải có gì? Có tử. Chúng ta muốn đoạn tuyệt cái gì? Cái vòng xoáy luân hồi sinh lão bệnh tử ấy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là giữ tín tâm, chỉ niệm Phật hiệu A-di-đà là pháp tu thẳng tắt nhất, mau chóng nhất, vừa nương vào cái sức huân tu của mình, lại vừa nương vào gì? Đại nguyện thần thông công đức và bản nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà, A-di-đà Phật. Đáng lẽ ra nếu chúng ta tu theo pháp tu gọi là pháp tu gọi là tự mình tu, tự mình giác ngộ á, như là ngồi thiền đó, vân vân đó, thì khó có thể một đời giải thoát được. Vì phương pháp tu thiền đó, thì chúng ta phải tự tu, tự giác. Trong nhà thiền gọi là chúng ta tu phải đạt đến cái trạng thái, cái trình độ, cái trạng thái gọi là gì? Phải minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật. Đây là tự chúng ta tu, tu cho đến minh tâm kiến tính mới thành Phật.
Còn tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta là vừa tu bằng cái sức lực, bằng cái bản nguyện, bằng cái sự tinh tiến của chúng ta, cộng thêm với gì? Với bản nguyện, thần thông, công đức, thệ nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà nữa. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta lấy một cái ví dụ như chúng ta bơi thuyền. Nếu bơi thuyền mà chúng ta gì có mái chèo rồi lại căng thêm gì cái buồm nữa, mà thuận theo chiều gió mà đi, thì cái thuyền của chúng ta căng cái buồm lên thì được theo hướng gió mà nó chuyển, thì cái thuyền đi càng gì càng nhanh. Lấy một cái ví dụ thêm nữa đó, nếu mà gì chúng ta mà có chút công đức, công đức ở đây tôi lấy ví dụ như là có thêm chút tiền, chúng ta không đi bằng máy chèo, không đi bằng thuyền buồm, mà chúng ta lắp cho một cái cánh quạt, cái chân vịt, cái máy, cái chân vịt vào đằng sau chúng ta đi, gọi là xuồng máy, thì có nhanh hơn không? Càng nhanh hơn, càng khỏe hơn, và càng gì càng dễ tới đích, mau tới đích hơn. Đấy thì bản nguyện, thần thông, công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà với tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà phát nguyện rằng, phát nguyện đấy được ghi chép lại ở đâu các vị nhớ không? Ở trong kinh nào? 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà còn hành Bồ Tát đạo khi còn làm pháp tạng tỳ kheo, ở trong kinh nào nhỉ? Kinh Phật thuyết gì? Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng, Bình Đẳng Giác, gọi tắt là Kinh Vô Lượng gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Gọi đầy đủ là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về tiền thân Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo có tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh đau khổ khắp trong mười phương thế giới để mà hóa độ. Trong đó có nguyện thứ 18 là cái nguyện gì? Gọi là nguyện trong nguyện. Nguyện đấy Ngài phát nguyện là gì? Nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà muốn sinh về thế giới con, những chúng sinh ấy nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của con từ một niệm đến mười niệm, đem công ức đức ấy để cầu sinh về thế giới con. Nếu sau khi xả bỏ báo thân, chúng sinh ấy không được sinh về thế giới của con, thì con thề không thành chính gì? Chính giác. Đấy, đấy là thần thông, công đức, bản nguyện, bản hạnh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta bây giờ cố, muốn hết khổ thì phải cố gắng tinh tiến, chuyên trì danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà. Lúc khỏe có cần phải niệm, niệm nhiều, niệm ngay từ bây giờ, hay là theo các quý vị đến lúc già, lúc sắp chết mới niệm các quý vị? Niệm ngay từ bây giờ hay là đến lúc già, lúc sắp chết mới niệm? Niệm ngay từ bây giờ. Nghe được ngày nào? Chúng ta phải biết là gì? Là công đức chúng ta gieo trồng với Đức Phật đã thù thắng từ ngày ấy. Nghe được danh hiệu của Phật đã khó, nay chúng ta nghe được rồi á, tin được á, lời Phật dạy á, đã khó. Nay chúng ta tin được rồi á, thì chỉ có một cái việc làm rất là dễ thôi, đó là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật thôi. Có khó không? Khó không các Phật tử? Người không biết đọc, không biết viết có niệm được không? Có. Trừ rằng người câm, người điếc, người mù thì mới không thấy nghe hay biết mà niệm được thôi. Trừ rằng người gọi là điên khùng loạn tâm mới gì, mới không nghe, không biết, không niệm được mà thôi. Còn chúng ta không câm, không điếc,
không mù, không điên. Nghe có ghi nhận được không? Có nhớ được không? Nhớ được. Nhớ được thì niệm có khó không? Không khó. Vậy tại sao ít người niệm thế? Hả? Đặc biệt là các Phật tử trẻ trẻ ấy về có niệm mấy đâu, cầm cái điện thoại tạch nhắn tin cho nhau. Buôn dưa lê, ngày xưa thì buôn dưa lê bằng cách là gì? Ngồi tụm 5 tụm 3. Bây giờ không, lớp trẻ dần hiện đại hơn các cụ ngày xưa, nó không ngồi buôn dưa lê đi đến, mất thời gian đi đến với nhau buôn dưa lê được nữa, mà nó lên Zalo, lên gì, lên chat, lên chat với nhau, nó có khi chat thâu đêm với nhau luôn. Nó cười khanh khách một mình ở trong phòng, chả biết nó cười cái gì. Hóa ra là gì, nó nhắn tin với nhau, nó vui, nó cười. Tại sao không dành cái thời gian đó mà dành cho một chút cái thời gian niệm Phật A-di-đà cho bớt khổ? Cái lúc mà gặp chuyện khổ rồi mới đến thầy ơi, thầy cứu con với. Thầy cũng bó tay. Trẻ không tu, già tu á, sợ không kịp các quý vị ạ. Vì sao? Vì cái sống cái chết ấy mà, Đức Phật nói á, nó dài hay nó ngắn các quý vị? Dài hay ngắn? Nó có kỳ hạn không? Không. Trong kinh A-hàm Đức Phật nói nó chỉ ngắn trong một hơi gì? Hơi thở thôi, hít vào mà không thở được ra nữa, tức là gì? Sao? Ôi giời ơi, cái gì đấy? Sao ông lại vội bỏ tôi mà đi sớm thế? Đấy. Khi mà nghe cái tiếng nhạc, cái tiếng nhạc của những người làm đám tang á, người ta kéo nhị, người ta thổi lên, thổi sáo, thổi ấy, người ta ấy lên nghe phiền não lắm, nghe đau đớn lắm, nghe chua xót lắm, nghe não nề lắm các quý vị. Chúng ta cứ còn muốn nghe đi nghe lại mãi hay không, hay là hết kiếp này là thôi? Hả? Ai muốn hết kiếp này là thôi, không muốn nghe lại nữa giơ tay xem nào. Tôi cũng muốn hết kiếp này tôi thôi, tôi giơ tay. Tôi nghe đi nghe lại mãi tôi cũng chán lắm rồi, não nề lắm rồi. Cho nên á, thôi qua đây cũng động viên, vừa là khuyên vừa là động viên các Phật tử chúng ta, cụ già cũng như cụ trẻ. Xin các cụ cùng nhau niệm Phật thật nhiều nhé. A-di-đà Phật. Vì vậy mà Tổ mới nói là, đấy, chúng ta nếu không muốn thoái thất cái tâm Bồ Đề thì đừng có để cho gì, cái niệm phiền não nó tăng lên. Vì phiền não nếu tăng lên thì đạo tâm sẽ gì? Sẽ thoái đi. Phiền não tăng một phần thì đạo tâm sẽ thoái đi một phần. Vậy nay chúng ta có cách để diệt trừ và để ngăn chặn phiền não chưa? Cách nào? A-di-đà Phật, đúng không? Đấy, các cụ già già có cái cỗ tràng cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật. Cụ nào muốn niệm chọn 6 câu thì niệm chọn 6 câu. Nhưng niệm 6 câu thì hơi phải dài, phải khỏe thì nó mới không mất khí. Còn các cụ nào mà hơi yếu, hơi ngắn thì niệm 4 câu cũng được. Ấn Tổ dạy chúng ta niệm 4 câu cũng được. Rồi Bát Tổ Liên Tông, Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta niệm 4 câu cũng được. Đức Nhị Tổ ở đây khuyên chúng ta niệm 6 cũng được mà niệm 4 cũng được. Đừng có cố chấp. Có một số các quý thầy nói là người niệm 4 câu á, là chửi Phật. Phải niệm 6 câu mới là người niệm Phật. Tức từ Nam Mô có nghĩa là gì? Là quy y, là quy mệnh, là kinh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật tức là quy mệnh A Di Đà Phật, là kinh lễ A Di Đà Phật, vân vân. Chứ còn niệm A Di Đà Phật tức là chửi Phật, không phải. Không phải chửi Phật đâu. Chúng ta nếu nghiên cứu vào các pháp, các phương pháp tu tập của pháp môn Tịnh Độ, chúng ta nghe chư vị lịch đại tổ sư các ngài truyền giảng cho chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta nhất tâm thì niệm 6 hay niệm 4 công đức đều như nhau, không hai không khác. Đấy, chúng ta học Phật là nương vào lời Phật dạy, để chúng ta thì tùy theo cái tâm tính, tùy theo cái căn tính hành nghiệp của mỗi chúng sinh để chúng ta gì, chúng ta tu.
Cho nên các cụ mà lớn tuổi rồi, hơi yếu, chúng ta cứ A-di-đà Phật, từ từ thế thôi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ấy, các cụ trẻ trẻ chúng ta cũng như thế, chúng ta niệm. Cụ già, cụ trẻ đều gì? Đều niệm khỏe như nhau thì A-di-đà Phật vui biết mấy. Mà A-di-đà Phật vui thì chúng ta có được sướng không? Có mau thoát khổ không? Chắc chắn mau thoát khổ. A-di-đà Phật thấy các con của Ngài ở xa bà thế giới mà tinh chuyên niệm Phật, chăm chỉ niệm Phật, cùng nhau niệm Phật để phát nguyện vãng sinh về thế giới của Ngài. Ngài sướng không? Ngài vui không? Ngài rất là vui vì thấy những chúng sinh khổ đã biết được con đường thoát khổ và đã cùng nhau phát nguyện gì? Thoát khổ bằng cách là tín nguyện hạnh. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A-di-đà Phật là vị giáo chủ quái Tây Phương, tin mình là người niệm Phật đều có thể được gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó gọi là tin. Nguyện là nguyện đem công đức cái niệm Phật này để sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà. Mà hàng ngày chúng ta tu tập hết thời khóa đều nguyện là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Đem công đức tu tập này để trang nghiêm Phật tịnh độ, tức là cõi Phật tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và mười phương đó. Trên đền bốn trọng ân, chúng ta có phải đem công đức tu hành để hồi hướng cho một mình không? Không, trên thì đền là bốn trọng ân. Bốn trọng ân đó là ân gì? Quốc gia. Đầu tiên là ân gì? Ân trời đất. Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Đó là ân trời đất. Thứ hai là gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Tức là chúng ta gì? Ân nhờ quốc gia, đảng, nhà nước, chính phủ, vân vân. Nhờ có gì? Có đảng, nhà nước, chính phủ mà nhân dân chúng ta được cơm no áo ấm, được hưởng cái thái bình thịnh trị như thế này. Tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta cũng được bình an để tu tập với nhau như thế này. Chúng ta có nên ơn quốc gia xã tắc không? Có. Có. Bất luận là tăng ni hay là Phật tử, chúng ta đều phải ân quốc gia xã tắc. Chúng ta thấy cùng cái dịp cách đây 3 tháng, tức là gần Tết đúng không, cái dịp ấy ở Việt Nam chúng ta bùng phát đại dịch virus corona lần thứ 3. Và song song với ta, chúng ta lúc đó là ở bên nước bạn láng giềng chúng ta là đất nước Campuchia cũng bùng phát đại dịch lần thứ 3. Họ lần thứ 2, lần thứ 3 cũng như chúng ta. Nhưng nhờ phúc ấm của tổ tiên, nhờ đầu tiên là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, nhờ phúc ấm của tổ tiên, của chư vị thánh linh, hồn thiêng sông núi dân tộc của chúng ta. Và đặc biệt là nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng, nhà nước, chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng nhà nước từ trung ương đến địa phương, cũng như nhờ vào lòng dân chung với ý đảng lòng dân hòa quyện với nhau. Cho nên chúng ta thấy chỉ sau khoảng gần 2 tháng, cả nước chúng ta đã hoàn toàn dập được đại dịch virus corona lần thứ 3 tràn qua đất nước chúng ta. Cho nên nay chúng ta mới gì? Mới được bình yên ngồi đây. Có vui không? Rất vui. Tối ngày hôm qua chúng tôi đọc thấy một cái thông tin mấy ngày tối hôm qua thôi. Đất nước Campuchia mới tối ngày hôm qua, đợt bùng phát đại dịch của họ cũng trùng với
Việt Nam chúng ta dịp gần Tết Nguyên Đán, nhưng cho đến nay là hơn 3 tháng rồi. Ngày hôm qua là cái ngày gì? Họ bùng phát đến đỉnh điểm từ Tết đến giờ hơn 3 tháng đến nay, tức là có nhiều ca nhất. Chúng ta thấy mà dân số Campuchia thì ít hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy ngoài cái sự quyết liệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, chúng ta còn phải nói rằng đây cũng là nhờ vào cái phúc ấm của gì? Của tổ tiên chúng ta, của dân tộc chúng ta, gọi là cái cộng nghiệp, cái gì? Cái phúc báo tốt đẹp của đất nước chúng ta. Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho gì? Cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử, cho các tôn giáo được tự do bày tỏ quan điểm của mình, đức tin của mình với tôn giáo của mình, và được gì? Được tự do hướng thiện, làm việc thiện và khuyến thiện, khuyên mọi người cùng làm thiện. Cho nên nó sinh ra cái cộng hưởng, cái phúc báo. Cái nhà Phật chúng ta gọi là cái thiện căn, cái công đức, nó thì nó bao trùm. Vì vậy mà chúng ta thấy là đại dịch đến rồi lại đi một cách là gì? Nhẹ nhàng. Mặc dù cũng có vất vả một chút, nhưng mà lần thứ ba này hình như là chúng ta không mất một nhân mạng nào, đúng không? Có phải không? Không mất một nhân mạng nào. Campuchia lần thứ nhất, lần thứ hai họ không mất người nào, nhưng lần thứ ba ngày hôm qua tôi đọc cái tin hình như là đã mất đến 24 26 nhân mạng trong lần đại dịch lần này. Nhưng họ chưa dừng lại, nó đang gì? Đang phát lên cao. Ngày hôm qua là đỉnh điểm dịch của Campuchia trong lần thứ ba này. Chúng ta thấy thực sự cũng thấy buồn cho các quốc gia mà đang có đại dịch bây giờ. Chúng ta qua đây cũng gửi lời cầu nguyện của chúng ta đến Tam Bảo, đến mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể Đẳng cùng gia hộ, để cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ ở trên cõi Sa Bà này, ở trên cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này. Và chúng ta đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện công đức chúng ta tu hành được cho các vị oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên cái đại dịch này cũng sớm được sinh về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vì nhất tâm chỉ niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật thôi, theo như bản nguyện, bản thể, bản hạnh của Đức Từ Phụ A-di-đà, Ngài cũng không bỏ rơi chúng sinh ấy. Cho nên đây cũng là một đại nhân duyên cho đạo tràng chúng ta, cho các Phật tử chúng ta kết duyên với vô lượng vô biên các loại chúng sinh, từ những sinh linh oán khí nhỏ bé cho đến các vị thần linh quỷ thần khắp trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới vậy. Ở đây trở lại bài, chúng ta thấy tổ dẫn kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Bảo Đàn ở đây vốn không phải là kinh do từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, vì kinh này là do chính Lục Tổ Huệ Năng, là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa ở triều đại nhà Đường, Ngài nói ra. Chúng ta nếu mà ai mà nghiên cứu về thiền tông Phật giáo Trung Hoa, hay là kể cả nghiên cứu về thiền tông Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng phải lướt qua cái thiền tông Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta biết rằng từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật, trải qua
hơn 40 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, tới khi Ngài sắp nhập Niết Bàn ở tại Linh Thiếu Sơn, tức là núi Linh Thiếu đó. Ở trong một pháp hội ấy, có rất đông đảo các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, vân vân, cùng các vua chúa quan lại, thần dân tôi tớ, tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, đông đủ có hết. Tại pháp hội ấy, Đức Phật lên ngồi ở trên tòa pháp, nhưng mà Ngài không nói một lời. Đang trong lúc đó có một bà cụ già cầm một cái bông sen tới. Bà cụ ấy tới sau, cho nên đứng ở từ xa, ở khuất trong một cái mỏm đá. Đức Thế Tôn nhìn ở trên tòa, Ngài nhìn thấy bà cụ đến muộn, tay cầm một bông hoa sen. Ngài liền hoan hỷ và đưa ánh mắt về Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng đi ra tiếp nhận cái bông hoa sen của bà cụ già ấy, đem lên đây cho Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan đi ra tiếp nhận cái bông hoa sen từ bà cụ già, đem lên dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cầm bông hoa sen lên, Ngài cũng không nói một lời. Một hồi lâu thì Ngài cứ cầm bông hoa sen như vậy, không nói một lời. Chúng ta có hiểu gì không? Bây giờ tôi cứ cầm cái mic tôi cười thế này, người ta hiểu gì không? Thử nhé. Hiểu không? Tôi cười mà chúng ta chưa hiểu hả? Đấy, kiểu thế. Như Đức Thế Tôn cầm bông hoa sen không nói một lời. Một hồi lâu duy nhất ở trong đại chúng dưới pháp tòa có Tôn giả Ma Ca Diếp, là vị đại đệ tử đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chúm chím mỉm cười, thấy đệ tử của mình chúm chím mỉm cười, cho nên Đức Phật mới nói rằng ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem truyền cho gì, đem trao cho gì, đệ tử của ta là Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Diếp nghe Đức Phật nói như vậy liền là đứng dậy lễ Phật ba lễ, nhiễu Phật ba vòng, lại quay về chỗ ngồi của mình trang nghiêm chắp tay. Và Đức Phật nói rằng gì? Bài pháp thoại hôm nay đến đây là tạm dừng, là hết. Đấy, đại chúng không ai hiểu được, duy nhất có gì Tôn giả Ma Ha Ca Diếp hiểu được. Đây gọi là gì? Gọi là trong nhà thiền gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm để truyền tâm. Pháp này không dùng lời nói mà có thể gì diễn tả hết được, chỉ có ở trong tâm của Phật và tâm của Ma Ca Diếp mới có thể gì biết hết được. Cho nên Ma Ca Diếp muốn biết được cái tâm Phật á thanh tịnh mênh mông rộng lớn thế nào thì tâm Ma Ca Diếp lúc đó cũng phải gì, cũng phải thanh tịnh và mênh mông rộng lớn nhường ấy, mới có thể gì đem tâm truyền tâm, giống như lấy cái nước của cái cốc này truyền vào cái cốc này, hai cốc phải bằng nhau, nếu cốc bên này nhỏ hơn thì nước bên này đổ sẽ bị gì trào ra ngoài. Cho nên cái cốc bên này bằng cái cốc bên này, cho nên cốc bên này ví như gì tâm của Phật, cốc bên này ví cho tâm của Ma Ca Diếp. Cốc bên này đầy nước đem đổ vào cốc bên này, không mất một giọt thì nước cũng vừa đầy. Như thế vậy gọi là dĩ tâm truyền tâm. Đấy, trong nhà thiền chúng ta thấy bắt đầu từ đó, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài Ma Ca Diếp được suy tôn là gì? Là đệ nhất tổ sư của thiền tông, gọi là thiền phái, gọi là Phật giáo Đại Thừa đó. Xong đến tổ thứ hai là Ngài A Nan, truyền dần cho tổ thứ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La. Ngài Bát Nhã Đa La truyền cho một vị thái tử con của vua, và vị thái tử đó sau này xuất ra lấy pháp danh là gì? Là Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 của Ấn Độ. Và trước khi Ngài Bát Nhã Đa La viên tịch,
Ngài có di chúc, tức là có dạy đệ tử của mình là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nói rằng ông cứ ở lại cõi này để gì, để truyền đạo. Và đến năm 80 tuổi thì ông hãy đi về gì? Đi về phương Bắc, tức là đi về đâu? Ấn Độ, Nam, Bắc. Đúng rồi, đi về phương Bắc, tức là đi về gì? Nước Chấn Đán, tức là về Trung Quốc á, để mà truyền đạo. Thì ắt sẽ gì? Sẽ tìm được những người kế tiếp cái mạng mạch của gì? Của Phật Đà vậy. Cho nên đến năm 80 tuổi Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đi sang Trung Hoa truyền đạo. Sang tới nơi thì gặp vào thời vua Lương Vũ Đế đang trị vì. Nhưng Lương Vũ Đế bình thường á, Lương Vũ Đế thì Ngài nghĩ rằng á, đã cúng dường gì, độ cho hàng vạn vị tăng, xây hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng á, nghĩ rằng công đức của ông thì rất là nhiều. Cho nên khi cho mời biết là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đi sang từ Ấn Độ sang, một vị cao tăng từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền đạo, truyền Phật Pháp. Cho nên cho người mời Ngài Bồ Đề Đạt Ma vào cung. Mời vào cung thì Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng chấm nhiều năm nay đã cho xây dựng hàng gì, hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng. Vậy chấm hỏi đại sư, công đức của chấm có nhiều không? Ví dụ như người bình thường thì sẽ trả lời rằng dạ muôn tâu bệ hạ, công đức của bệ hạ thì rất là nhiều. Vì xây hàng ngàn ngôi chùa, độ hàng vạn vị tăng mà các quý vị, nhiều không? Nhiều chứ. Các cụ chúng ta thường nói là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, công đức rất nhiều. Nhưng tại sao xây hàng ngàn ngôi chùa, độ hàng vạn vị tăng mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài lại bảo là gì? Ngài phủi hết, bảo là bệ hạ chẳng có một chút công đức nào cả. Lương Vũ Đế nghe gì? Cái quý vị sư này không biết có phải sư thật hay là sư giả. Từ xưa đến nay ai ai cũng bảo là công đức của bệ hạ rất nhiều. Nay cái vị sư ở bên Tây Trúc này lại bảo là công đức chẳng có cái gì cả. Cho nên thôi, phủi tay áo đứng dậy đi vào cung, nói là ta với gì, với ngươi vốn không hợp, cho nên không tiếp nữa. Vì thấy Lương Vũ Đế còn chấp vào cái việc làm tu phúc tu thiện của mình, đó xây chùa tô tượng đúc chuông và gieo duyên đổ cho tăng chúng xuất gia hàng vạn vị vân vân đó. Vì vậy mà không thể nào mà ngộ được cái pháp gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của tổ từ Tây Trúc đem lại ở phương Đông. Tây Trúc là chỉ Ấn Độ, mà phương Đông tức là Chấn Đán thì chỉ ở Trung Quốc. Phương Nam là chỉ cho Việt Nam của chúng ta. So với phương Bắc là Trung Quốc, giữa phương Nam và phương Bắc là ta và Trung Quốc. Phương Tây là Tây Trúc là Ấn Độ, còn phương Đông là chỉ cho Chấn Đán là Trung Quốc. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài mới thấy duyên chưa đủ, Ngài mới từ đó đi sang nước Ngụy. Lúc đó Trung Quốc chia thành mấy nước nhỏ. Bồ Đề Đạt Ma sang nước Ngụy, Ngài đến núi Tung Sơn. Và Ngài lên ở trên cái núi Tung Sơn đấy, và Ngài vào trong cái hang động, của hang động Thiếu Thất. Ngài vào đó để ngồi thiền nhập định 9 năm trời không ăn không uống. Nói như vậy các Phật tử nhiều người mới đến chùa, các vị trợn mắt ra lè lưỡi, làm gì có người 9 năm không ăn không uống, phản khoa học đúng không? Các thầy thuyết pháp như thế là phản khoa học. Phật giáo nói như vậy là phi khoa học, đi ngược lại với khoa học, có đúng không? Đặc biệt là những người làm khoa học, học y bác sĩ, học ngành y. Vì học ngành y người họ bảo là nếu mà không ăn thì có thể 5 đến 7 ngày không ăn là chết. Còn không uống chỉ 3 đến 4, 5 ngày là gì? Là chết. Mà Ngài 9 năm không ăn không uống, ngồi thiền nhập định như vậy mà không chết, đó gọi là mê tín dị đoan, đó là truyền bá cái tư tưởng là hư cấu mê tín dị đoan. Có phải vậy không? Không.
Phật giáo không truyền bá, Phật giáo chân chính không truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan các quý vị. Chúng tôi nói với các quý vị ở đây, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng có rồi. Trong chùa chúng ta nhiều vị sư nhìn 49 ngày có chết đâu. Bản thân thầy đây cũng nhìn 21 ngày rồi. Chỉ có uống nước thôi, nhìn 21 ngày không ăn một chút gì cả, chỉ uống tí nước, một tí nước nước chanh và cho một chút mật ong vào thôi. 21 ngày. Trong chùa của chúng ta các thầy nhịn 49 ngày nhiều lắm, có Phật tử cũng nhịn 49 ngày rồi. Nhịn để thanh lọc cơ thể cũng có chết đâu. Khi chúng ta có cái pháp nhịn ăn đó để chữa bệnh, chúng ta có pháp. Có cái phương pháp mà gọi là thể dục và phương pháp gọi là vận khí để giúp cho thân thể của chúng ta không bị mỏi mệt, không bị rã rời và không bị mất sức. Ở trong chùa chúng ta ngày xưa có vị còn nhịn được 100 ngày cơ. 49 ngày thì trong chùa nhiều lắm. Nhưng vị nhịn được nhiều nhất là 100 ngày. Còn thầy thì mới nhịn được 21 ngày thôi. Vì nó nhiều việc quá cho nên nó phải đi công tác Phật sự. Tất nhiên lúc nhìn nó thì mệt khoảng một tuần đầu tiên thôi, sang tuần thứ hai trở đi là chúng ta nếu mà thường vận khí thì chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi làm bình thường các công việc hàng ngày. Vẫn lái công nông, vẫn lái ô tô, máy xúc là bình thường, không có gì cả. Vẫn đi học, đi hành, đi làm bình thường được. Đó. Đây là ngay trong chùa chúng ta, ngay bản thân thầy thì nhìn ăn 21 ngày như vậy đâu chết đâu. Nếu tôi chết hôm nay còn ngồi đây được nữa không? Không. Cho nên mà chúng tôi thì tu hành vừa là gọi là so với các tổ gọi là lẹt phẹt thôi, chỉ bằng cái đầu móng tay thôi. Mà còn làm được những cái việc mà người đời họ chưa va chạm bao giờ, chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ, họ sẽ nghĩ rằng là làm gì có ai mà nhìn ăn 21 ngày vẫn sống vẫn khỏe, nhìn ăn 49 ngày vẫn sống vẫn khỏe bình thường, nhìn ăn 100 ngày vẫn sống vẫn khỏe bình thường. Họ chưa nghe, chưa thấy, chưa biết, họ chưa tin. Nhưng chúng tôi đã thấy, nghe, hay biết và đã thực hành. Cho nên chúng tôi gì? Chúng tôi tin. Chúng tôi vừa tu được một chút bằng cái móng tay của tổ thôi mà đã làm được cái việc đó so với người thế gian bình thường là phi phàm rồi. Đúng không? Chúng ta cứ nhìn thử khoảng ngày thứ ba mà xem. Đấy, trong chùa ngày xưa có một sư ông Giác Bảo á. Sư ông bảo nó không cần dùng pháp, vẫn nhịn thử. Đến ngày thứ ba bò từ dưới nhà Váng Sinh Đường bò lên. Đói quá, không chống được nữa, không đi được nữa, và đi được một tí lẹo dẹo giặt dẹo phải đến gần nhà bếp, thậm chí là phải bò về người mà gì mà ăn. Không chống được. Tức là nhịn mà không có pháp, không tu, không thực hành pháp á, không vận khí á, thì ba ngày đấy thì nó lả ra rồi. Đó. Cho nên các tổ ngày xưa các ngài mà nhịn 9 năm không ăn không uống ngồi thiền nhập định như vậy, các ngài đương nhiên phải có gì? Có pháp. Mà phương pháp đây chính là phương pháp gì? Thiền định. Các ngài lấy giới định tuệ để trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý. Và khi ngài á, các ngài vào ở trong cái trạng thái thiền định, mà thiền định ở đây trong Phật giáo gọi là nhập vào á, diệt thọ tưởng định, thì không chỉ 9 năm đâu mà 90 năm thân thể vẫn nó chỉ có gầy nó khô đi thôi, nhưng gì? Tim vẫn đập, hơi vẫn thở, não vẫn hoạt động, và các ngài khi xả thiền vẫn có thể dần dần vẫn khôi phục lại cuộc sống bình thường như người bình thường chúng ta này. Đấy, cũng giải thích thêm như vậy để cho một số những người mới vào đạo, mới tới chùa, không có mới nghe thế như thế là mới tới chùa, chưa hiểu về Phật pháp, chưa hiểu về cái sự mầu nhiệm vi diệu của Phật pháp, nghĩ rằng cái ông thầy này ông đi truyền giảng cái pháp gọi là mê tín dị đoan, đi ngược lại với khoa học, đi ngược lại với sự phát triển của y học thế giới, khoa học thế giới, vân vân và vân vân. Nhưng không phải đâu. Phật giáo không bao giờ phản khoa học, mà khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì càng khám phá ra những điều kỳ diệu mà Đức Phật đã nói trên 2.500 năm trước các quý vị. Đó. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày dùng công đức, dùng thiền định để ngồi thiền nhập định 9 năm khổ hạnh để chờ đệ tử, những người có duyên với ngài ở trên núi
Tung Sơn ở hang động ở Thiếu Thất, mà sau này gọi là gì? Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó, ở chùa Thiếu Lâm Tự á. Và chờ sau 9 năm thì Ngài độ cho một vị đệ tử, đó chính là Ngài Tuệ gì? Tuệ Khả. Tuệ Khả sau này đắc Pháp và lại độ cho gì? Độ cho Ngài Tăng Sán. Ngài Tăng Sán lại truyền cho Ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín lại truyền cho Ngài Hoằng Nhẫn. Và Ngài Hoằng Nhẫn lại truyền cho tổ thứ 6 của Phật giáo Trung Hoa, Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngài Lục Tổ Huệ gì? Huệ Năng. Ngài Huệ Năng, chúng ta biết Ngài có một cái điều đặc biệt nhé, Ngài không biết đọc, không biết viết. Ở thế gian chúng ta gọi là mù gì nhỉ? Mù chữ. Một người mù chữ, không biết đọc, không biết viết. Chữ không biết viết một chữ, đọc không biết đọc một câu. Vậy mà tại sao Ngài lại ngộ đạo các quý vị? Mà ngộ đạo không chỉ vào chùa mới ngộ đạo. Ngài vốn là con của một vị quan, nhưng mà cha của Ngài do bị bọn loạn thần tặc tử nó xàm tấu với vua, cho nên nó bị gì? Bị chết một cách oan uổng. Vì vậy mà mẹ Ngài khi còn mang thai đưa Ngài đến một cái vùng quê. Đến cái khu vực đó thì gặp một mình gọi là cái gò á, nó nổi lên đó, thì mẹ Ngài đến đó thì mang thai Ngài đến đó cũng đủ 9 tháng 10 ngày rồi, cho nên chở dạ và sinh con ở trên cái gò đấy. Và sau này về sinh con xong ra đấy thì thôi, may là cũng được những người đi đồng đi áng họ nhìn thấy và họ cứu giúp, họ đỡ đần cho, biết rằng mẹ con Ngài không có nhà có cửa, cho nên dân làng cũng làm lên cái lều cái lán để cho hai mẹ con Ngài ở. Vì vậy mà khi lớn lên, 5-7 tuổi Ngài đã phải vất vả để đi làm với đi lên rừng để kiếm củi, đi nương đi rẫy để phụ giúp mẹ mình rồi. Hai mẹ con cứ nuôi nhau như thế. Cho nên vì vậy mà nhà Ngài rất là nghèo, không có tiền để cho Ngài đi học. Vì vậy Ngài mới không gì? Không biết đọc, không biết viết, là do nhà quá nghèo các quý vị. Lớn lên đến 17-18 tuổi thì Ngài giúp mẹ đi làm nghề đốn củi, làm tiểu phu đốn củi để gánh củi xuống cho, đổi cho nhà giàu để lấy gạo. Hai mẹ con đã nuôi nhau sống đỡ qua ngày. Một hôm mà đi qua cái nhà ông trưởng giả, tức là cái ông mình gọi là một gia đình rất là giàu có. Nhưng mà cái gia đình này, ông này cũng là một Phật tử thuần thành. Ông này thường hay tụng kinh Phật vào buổi sáng và buổi chiều. Và một buổi chiều khi Ngài Huệ Năng gánh củi đi xuống, đi qua bên cửa sổ nhà ông Phật tử ấy, nhà ông trưởng giả giàu có ấy, thì nghe ông ấy đang tụng kinh Kim Cang. Tụng đến cái câu gọi là, trong kinh Kim Cang có cái câu gọi là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ngài đi qua, Ngài nghe thấy, gánh củi đi qua nghe thấy cái câu đó, mà liền là gì ạ? Liền là giác ngộ. Tâm của Ngài hoàn toàn là gì? Rộng rang, thanh tịnh, mênh mông như hư không rộng lớn. Thế là về Ngài nói với mẹ của Ngài là tâm nguyện muốn xuất gia. Mẹ Ngài cũng hoan hỉ cho Ngài xuất gia. Và Ngài vì thương mẹ cho nên sợ rằng mình mà xuất gia thì mẹ mình ở lại khổ, thì không có ai chăm sóc, thì không biết là mẹ mình sẽ sống ra sao. Vì có hai mẹ con, cha thì mất từ sớm, mình khi chưa lọt lòng rồi. Cho nên thương mẹ, Ngài mới đến nói với cái ông trưởng giả ấy, ông Phật tử ấy, nói rằng con có cái tâm nguyện muốn xuất gia như thế, nhưng vì thương mẹ cho nên không nỡ ra đi. Ông trưởng giả ấy vì vốn là một Phật tử thuần thành, thấy cái chú hay đi bán củi cho mình á, có tâm xuất gia như thế, rất là hoan hỉ cho bảo rằng là thôi thì chú cứ đi đi, mẹ của chú để đấy gì, tôi sẽ chăm sóc cho, đừng có lo. Nhưng mà Ngài Huệ Năng lúc đó nghĩ rằng là mình không thể lợi dụng cái lòng tốt của gì người ta được. Vì vậy mà nói rằng vậy thì con gì, dành lại 6 tháng, con sáng tối đi củi mỗi ngày 2 gính để về để gì, để cho ông, xong rồi á, cái tiền công ấy, tiền củi ấy con sẽ không lấy một lần, mà nhờ là ông gì, hàng ngày thì là chu cấp gạo thuốc mắm muối cho mẹ con.
À, ông chủ kia cũng rất là hoan hỷ, nghĩ rằng có một đứa con chí hiếu như thế này, lại có cái tâm gì xuất gia tầm cầu chính pháp như thế này, mà mình được giúp đỡ, được trợ duyên là quý quá còn gì nữa. Cho nên hai bên đồng ý với nhau. Sau 6 tháng kiếm củi cho nhà ông trưởng giả kia, cũng là cái lúc mà hết 6 tháng, lúc mà ngài đến xuất gia với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư. Đi đến đó thì ngài được tổ nhận cho tập sự xuất gia và cho xuống gì? Xuống bếp để giá gì? Giá gạo. Vì ngài vốn là cái người vừa nhỏ vừa bé, vừa lùn vừa xấu, cho nên vào chùa các chú tiểu, các sư ông sư bác trong chùa ai thấy cũng quay thường, và lại nghĩ rằng một cái chú gì? Một cái chú dân tộc xuất gia không biết đọc biết viết như này, xuất gia thì xuất gia cái gì? Không biết đọc không biết viết thì học Phật làm sao? Đúng không? Đọc không biết viết cũng không hay, thế thì học Phật làm sao? Cho nên mọi người á, từ các sư ông sư bác sư chú trong chùa cũng có ý là coi thường. Cho đó ngài thì một mình cứ vỏ võ ở dưới bếp đi giã gạo, rồi bổ củi, nấu cơm, gánh nước vân vân. Những cái việc chính của ngài là giã gạo, vì ở trong chúng có hàng gì mấy trăm tăng cơ mà. Vì vậy mà giã gạo ngày xưa đâu có phải mang ra máy để sát, xay khoảng độ 15 phút là được cả tạ gạo như bây giờ đâu. Mà ngày xưa giã bằng cái cối gì? Cối đá. Mà cái cối đá mà giã bằng cái chày mà theo bên Trung Quốc và trong quê thầy ngày xưa ông hay giã như thế. Họ cái cối đá ở đằng kia, đằng giữa làm cái chày dài ra khoảng độ tầm 5-6 mét, làm cái một cái ấy vào giữa. Xong bên này người dẫm xuống thì nó cất lên, và thả chân ra thì nó phịch xuống mà cái. Cứ như thế, giá nó chậm chậm như thế. Để nếu được một cối gạo khoảng độ 2 cân gạo thì phải mất khoảng độ tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Ngài giá cho mấy trăm người ăn ở trong chùa như thế. Có nghĩa là việc của ngài có giá như vậy. Giá đến cái nỗi mà người ngài thì bé, không đủ cái sức để dần cái gì, cái chày nó nổi ngược đằng kia. Vì vậy ngài phải đeo gì? Đeo đá vào gì? Và hai chân thì nó mới đủ cái trọng lượng là để đối trọng với bên kia, để ngài dấn xuống á thì nó mới ngẩng cái gì, cái chày lên, và ngài gì, ngài thả chân xuống thì nó mới ra xuống một chày. Cứ như thế ngày này qua tháng khác, 9 tháng trong chùa như vậy. Một hôm thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xuống hỏi rằng gạo giã đã được chưa, ý như thế. Lúc đó ngài Huệ Năng lại: dạ thưa thầy, gạo con giã đã gì, đã được rồi, nhưng mà còn thiếu người gì, còn chưa sẩy chưa sàng mà thôi. Bình thường người ta chúng ta tổ hỏi là gì, gạo giã đã được chưa, đã chín chưa, đã xong chưa đó. Thì ngài cũng nói là gì: dạ thưa thầy, là gì, gạo con giã xong rồi nhưng chưa sẩy chưa sàng. Sẩy sàng là gì biết không? Cho vào cái gì? Cái sàng là vừa cái sẩy, sẩy là cái gì? Cái sẩy là khác đó, sẩy là gì? Là sẩy để cho nó ra cái bãi, cái chấu đó. Xẹt 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 đấy. À, còn cái đấy là sẩy, còn sàng là quay này này. À, quay này để cho cái thóc nó gì? Cái thóc nó gì, nó nổi lên là bốc cái thóc đó để cho ra để giã tiếp. Còn sàng là cho cái cám gì? Với cái cho cái gì? Cái chấu, cái bổi nó bay đi. Sàng là cho cái gì? Cái gạo nó xuống dưới, mà còn cái thóc nó nổi lên trên. Sẩy và sàng là khác nhau chỗ đó nhá. Lớp trẻ bây giờ không nói nó không hiểu đâu. À, cho nên các cụ già, các Phật tử lớn tuổi thì nói thì hiểu. Nhưng lớp trẻ bây giờ khoảng 18, 20 hỏi sẩy sàng là cái gì nó chả biết rồi. Sẩy sàng là cái gì cả. Khổ lắm. Cho nên không phải nói thêm như vậy. Đấy, tổ hỏi là chín chưa? Thưa thầy, gạo con giã đã gì? Chín rồi, nhưng mà chưa sẩy, chưa sàng. À,